giới thiệu ủy ban vận động hội nhân sĩ Diên Hồng thời đại. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Để mở đầu chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đứng lên để chuẩn bị nghi thức. Chúng quân nguyện đáp ba ngọn cầu nhà, đón thành chỉ con treo đầy lằn miêu, nhìn bao vương quan lớn sông tràn nước ta. Ôi sông núi đào vẫn tiếng vương dân đều la, trước nhục nước nên hòa hay nên chiến, quyết chiến. Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến, quyết chiến.
thế nên tôi lấy gì lo chương trình, không phải đâu, hy sinh là bởi lắm. Có rèn cái con nhà bên hông về nhà là tôi rất là có cái điều hơi phiền với bà già. Bà già không có cho tôi làm mấy cái vụ đó, tôi lo học hành trước cái đã. Rồi thì đi coi cái mấy cái vở kịch hồi xưa đó, thấy mấy bà mẹ khuyên con mình nên đi chinh chiến để mà đáp lời sông núi, chứ mà đâu có muốn cho con mình ở nhà. Mà bà già tôi thì ngược lại muốn con mình ở nhà không, thành ra có cái điều bất mãn đó hồi nhỏ. Cho đến bây giờ cũng mang cái tâm trạng đó là quyết đi chinh chiến đó, nhưng mà có điều là cái sức khỏe nó không cho phép đi hết nổi rồi, cho nên nhường lại cho Phan Kỳ Nhân. Thành ra nếu mà công chuyện bữa nay có cái gì đó mà cần đến chúng tôi thì nhớ đó là Phan Kỳ Nhân. Xin cảm ơn quý vị. Vô lão trưởng thượng, kính thưa quý vị đại diện tinh thần các tôn giáo, các hội đoàn, đoàn thể, quý vị nhân sĩ tri thức, thưa tất cả quý vị, trong những ngày gần đây, trong dòng máu của tất cả những người Việt Nam chúng ta đều sục sôi trong huyết quản trước cái sự ngang ngược xâm lược của đế quốc Trung Cộng. Cái truyền thống yêu nước có nằm sẵn trong huyết quản của mỗi người Việt Nam chúng ta, từ bố lạc mẹ Âu cho tới trăm trứng nở trăm con. Từ thời lập quốc, chúng ta đã bị đánh đuổi từ Trung Nguyên, tức là lãnh thổ Trung Quốc bây giờ, xuống dưới này. Điều này sự thật lịch sử đã minh chứng bằng chính sách sử của Trung Quốc, bằng các hiệp định quốc tế, từ hội nghị San Francisco, hiệp định Geneva, hiệp định đài Paris, cho tới hiệp định gần đây nhất về công ước quốc tế về luật biển. Tất cả chúng ta, đây là một sự thật lịch sử. Tình hình chúng ta đang đứng ở giờ phút thứ 25 của lịch sử. Chúng ta đứng đây, ngày mai đất nước có thể chuyển đổi vào bất cứ lúc nào. Chúng ta trông mong một cuộc cách mạng gọi là hoa lài hoa sen từ Trung Đông. Cái sự bùng nổ của phong trào dân chủ phát xuất từ tận đáy của quần chúng là một tất yếu lịch sử, là một yêu cầu của thời đại, bắt buộc nó phải xảy ra ở tất cả các nước độc tài. Nó sẽ đến Việt Nam trong một sự hết sức là ngỡ ngàng nếu chúng ta không chuẩn bị trước. Với chúng tôi quan niệm rằng hoa lài là đặc trưng, biểu trưng cho Trung Đông, đối chúng ta nền văn minh chống đồng, với cái hào khí riêng hồng của hội nghị Diên Hồng kết hợp với cái hào khí của Tây Sơn thời đại, diệt kẻ, chống kẻ ngoại xâm, diệt kẻ thù trong, kẻ nội thù, đất nước chúng ta cũng đang lâm vào một hoàn cảnh không khác gì 726 năm trước, là cái thời của đại đế Quang Trung. Kính thưa toàn thể, chắc chúng ta cũng đừng băn khoăn thắc mắc tại sao nó chưa tới. Và tôi khẳng định với quý vị, tất cả những điều kiện hội đủ, điều kiện ắt có của một bài toán toàn dân toàn quân bất minh, lòng người muốn người như một, bị kềm kẹp thống trị, bị đè nén thì cái sức ép càng mạnh bao nhiêu, cái lò xo mà căm hờn, cái sức bật nó sẽ tung 3 triệu đảng viên ra ngoài biển đảo. Tất cả những điều kiện ắt có nó có, đã hội đủ. Thời gian các nhà đấu tranh dân chủ đang chuẩn bị những Facebook, những Tết, những mà chỉ đợi một cái điều kiện mà chúng tôi gọi là điều kiện đủ của một bài toán. Đó là cái yếu tố khách quan của lịch sử. Lý do lý vấn chế độ công kềm kẹp thống trị của quân máy công an không thể tổ chức bất cứ một cái điều gì, chỉ có yếu tố khách quan tác động mà trời đất run rủ. Chúng tôi căm thù thằng Tàu Hán ngày xưa, căm thù thằng đế quốc Trung Cộng ngày nay, nhưng tôi cũng thầm cảm ơn vào những giờ này, giờ phút này nó có những cái hành động đó tuy ngang ngược, nhưng mà cái lòng người, muôn người
trong nước ra ngoài nước, và nó đầy cái thế của những người cộng sản tiến bộ. Dĩ nhiên anh cộng sản Bắc Kinh không dám nhúc nhích cái lòng tất người, những người cộng sản còn sót lại cái lòng nước, họ cũng bất mãn. Và chắc chắn cái điều kiện khách quan là sự đấu tranh trong hàng ngũ nội bộ, một cuộc biểu tình xuống đường vật giá leo thang, đói kém rồi đánh đập chết người. Mà chính cái cuộc biểu tình ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua hoàn toàn do sinh viên chủ động, thanh niên. Nhưng mà cộng sản thì rất khôn ngoan, đẩy một số trí thức mà từng phản chiến trước 75, mấy cái tay đó thì không lạ gì đối với thằng Trần Anh. Thì mục đích là để xả số bắn do dân bớt bất mãn, mà đồng thời chính quyền cũng vừa cương vừa nhu, cũng chống nhưng mà không chưa dám công khai tỏ lộ. Nhưng mà chúng tôi quan niệm rằng những cuộc biểu tình ở Bắc Giang, công an kêu gọi quân đội không đến. Cái cuộc biểu tình vừa rồi 5-7 ngàn người, nhưng quý vị thấy một ngày đẹp trời nào đó nó xuống đường với một hàng ngàn người, chục ngàn người đồng loạt đều khắp trên toàn cầu, thì bộ máy công an có cả triệu đảng viên cũng không thể làm trước cái sức nước, trước cái lòng dân. Và cái tất yếu lịch sử bắt buộc đang xảy ra, chúng ta sẽ đón chờ cái ngày NGJ đó, cuộc lịch sử trong tương lai rất gần. Đối với đồng bào hải ngoại chúng ta, qua bao nhiêu năm đấu tranh mệt mỏi, hết sức kiên trì, kiên quyết nhưng mà mệt mỏi, chúng ta chờ đợi những giọt nước từ dưới đáy thùng phi, lưng thùng phi. Bây giờ là năm thứ 36, kính thưa quý vị, giọt nước đang mấp mé ở miệng phi, và chỉ cần một giọt nước sẽ chảy. Thì vấn đề chúng ta là phải chuẩn bị được những gì đáp ứng cho cái ngày NGJ trong lịch sử. Chuẩn bị không phải để về nắm chính quyền làm tổng thống thủ tướng, chuẩn bị cái đường lối quốc tế dân sinh trong từng mọi lĩnh vực, để khi tình hình cho chúng ta truyền tải truyền lửa về, chúng ta có những cái đường hướng đóng góp cụ thể, để sau cái nhiệm vụ kiến quốc, cứu quốc là cái nhiệm vụ kiến quốc và hưng quốc ở trong tương lai. Chính vì vậy, hơn lúc nào cái hào khí Diên Hồng, cái sự cần thiết để thành lập một cái hội nhân sĩ Diên Hồng thời đại, nó hết sức cần thiết, nó đáp ứng cái yêu cầu bức thiết của lịch sử, để chúng ta cùng với toàn dân cứu nước. Cái hội nhân sĩ Diên Hồng tại sao nó gọi là thời đại? Ngày xưa cách đây 727 năm, năm 1824, vua Trần Nhân Tông triệu tập tất cả các bô lão về điện Diên Hồng, thềm điện Diên Hồng ở trong cung, thì nhà mới có tên là hội nghị Diên Hồng. Bởi vì mời các bô lão là theo cái truyền thống trọng lão của người Việt xưa, các bô lão đại diện cho ý chí nguyện vọng của toàn dân trên cả nước, trên toàn quốc. Ngày hôm nay các bô lão, đặc biệt là bô lão Võ Toàn, trời cho bô lão sống tới 102 tuổi vẫn còn tha thiết với cái điều này, và sau bô lão có tất cả chúng ta. Nhưng hội nghị chúng ta lại gọi là thời đại là bởi vì chúng ta không phải hoàn toàn là các bô lão. Chúng ta có những trí thức nhân sĩ, có những ông bác sĩ trẻ, có những người đại thể đại diện các hội đoàn, mang tính nó như là một cái ý nguyện của toàn dân, là tập hợp cái ý nguyện của cả một cái quốc dân đại hội, để cùng kêu gọi đoàn kết hải ngoại, thống nhất hành động, đánh đúng tử huyệt của cộng sản, chuẩn bị sẵn cho ngày NGJ, cùng với toàn dân trong nước đứng lên chuyển đổi lịch sử, lật đổ bảo quyền, và chúng ta sẽ xứng ánh diện, chúng ta sẽ chu toàn bổn phận của một con dân nước Việt Nam. Trân trọng kính chào tất cả quý vị.